Lê tâm sự, gã hàng xóm gạ gẫm khi chồng đi nước ngoài. Tôi và chồng là bạn học cùng lớp suốt 4 năm đại học, thế nên trước khi kết hôn, chúng tôi đã có cả một quãng thời gian dài gắn bó và yêu đương. Cùng sinh ra ở miền Trung, hoàn cảnh khó khăn, nên suốt thời gian yêu, chúng tôi không có nhiều thời gian để cùng nhau đi xem phim, uống trà sữa hay đạp xe thưởng thức mùi hoa sữa như những cặp đôi khác. Thay vào đó, các buổi tối tôi đi dạy gia sư, còn anh đi làm phục vụ theo ca tại một quán ăn. Tình yêu của chúng tôi cứ như mưa dầm thấm lâu, ngày càng đủ độ chín chắn. Sau 2 năm ra trường, công việc đã ổn định, chúng tôi quyết định cưới nhau và dọn về sống chung trong một căn hộ mini đã thuê trước. Căn hộ tuy chỉ có 30m², nhưng xinh xắn, sạch sẽ và đáng yêu. Trong tòa nhà này cũng có nhiều cặp vợ chồng trẻ, những người độc thân mới đi làm, nên ai cũng hòa đồng. Mỗi khi nhà ai có việc gì, như là sinh nhật hay đầy tháng cho con, là cả xóm tụ tập nấu nướng rất vui vẻ ở trên tầng thượng. Trong những cuộc vui đó, duy chỉ có thiếu một người là Long, anh chàng hàng xóm sát vách nhà tôi. Long khoảng tầm 30 tuổi, rất ít nói và ít quan hệ với mọi người xung quanh. Tôi cũng chưa bao giờ thấy Long dẫn bạn gái về phòng. Chồng tôi thì thường hay nói đùa mỗi khi thấy anh chàng xách vợt tennis đi qua. Tưởng vậy chứ không phải vậy đâu. Ý nói là Long trông dáng thể thao, khỏe khoắn và nam tính, nhưng biết đâu lại làng cay. Một hôm chồng tôi về sớm hơn thường lệ, trịnh trọng mời vợ ra nhà hàng. Lúc đó thì anh mới trình bày xin ý kiến vợ là cơ quan đang xem xét lựa chọn cán bộ cho đi du học Úc 1 năm. Anh là một trong những ứng cử viên sáng giá. Anh bảo tuy rất muốn ra nước ngoài mở mang kiến thức, nhưng không nỡ để vợ thui thủi ở nhà một mình. Là một người vợ luôn biết chia sẻ và hy sinh vì chồng, tất nhiên tôi động viên anh đi. Thời gian đầu tôi có tìm cách quên đi cảm giác thiếu vắng anh, như là đến nhà cô bạn thân ăn vạ, đi xe lên bờ hồ mua sách hay là vào siêu thị ngắm hàng hóa. Nhưng mà tôi không thể cứ lặp đi lặp lại những việc ấy trong suốt 1 năm trời được. Thế là tôi trở về nhà nấu ăn, đóng cửa nằm nghe nhạc Trịnh. Lúc buồn thì tôi có ra ban công ngồi ngắm trăng. Và thật lạ là hôm nào tôi cũng bắt gặp gã hàng xóm đang hút thuốc, uống cà phê ở ban công bên cạnh. Điều mà trước đây tôi chẳng để ý. Lần đầu, rồi lần thứ hai, thứ ba thì chúng tôi có lân la hỏi chuyện nhau. Tôi biết hắn là kỹ sư thiết kế phần mềm. Hắn không có bạn gái, không phải bị gay, mà là vì vết thương lòng vẫn chưa liền xẹo kể từ khi người yêu cũ bỏ hắn đi lấy chồng. Hắn cũng là một kẻ si mê nhạc Trịnh giống tôi. Trò chuyện nhiều lần khiến thành ra tôi bị nghiện. Hôm nào cứ không nhìn thấy gã hàng xóm là tôi lại đứng ngồi không yên. Hắn phong trần lãng tử khiến tôi luôn tò mò và muốn khám phá. Cái cảm giác mà từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy ở chồng mình. Mỗi lần mua được đĩa nhạc hay, hắn mời tôi sang phòng thưởng thức. Từ chuyện đàm đạo về âm nhạc, chúng tôi quấn quýt với nhau lúc nào không hay. Những lúc ngồi một mình, tôi cũng ân hận và rất day dứt. Nhất là khi nhận được điện thoại hay là chat với chồng, nghe anh nói ở bên đó nhớ vợ ra giết đến cỡ như thế nào. Gã hàng xóm bảo rằng hắn cũng biết như thế này là sai trái, nhưng hắn không thể dừng lại vì chót yêu tôi mất rồi, và rằng nếu như chồng tôi dùng mỏ hát hủi thì hắn hẳn mong được chăm sóc tôi. Rất nhiều đêm không trăng không sao, chúng tôi cứ ngồi trò chuyện với nhau như vậy, cho đến một buổi tối định mệnh. Tôi với hắn vẫn ngồi nói chuyện như thường, thì bỗng nhiên thấy chán chán, hai đứa mang một ít rượu Tây ra nhâm nhi. Vừa được một vài ly thì tôi đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, rồi tôi không biết làm thế nào mà sáng ngày ra tôi đã nằm gọn trong vòng tay của anh hàng xóm vạm vỡ cao to. Tôi vô cùng hoảng hốt, hắn xin lỗi tôi liên tục. Sau ngày đó, tôi vẫn thường hay nhìn thấy hắn hút thuốc ở hành lang, nhưng sợ không dám đối mặt. Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi đã chót ngoại tình và si mê gã mất rồi. Tôi nhớ hắn nhiều hơn cả chồng mình. Tối tối tôi thường hay lén nhìn hắn qua khung cửa sổ. Tôi không dám gặp, nhưng hắn thì vẫn thường hay gọi điện nhắn tin hỏi thăm, mà tôi không dám hồi âm. Chỉ còn 2 tháng nữa là chồng tôi về nước. Tôi phải làm thế nào để rút khỏi chuyện này và giấu được chồng tôi đây? Tôi viết ra tâm sự này vì thực sự trong sâu thẳm, tôi chưa bao giờ muốn bỏ chồng vì bất cứ ai. Câu chuyện hôn nhân, vợ lại ăn vụng.
Vợ chồng anh Quang và chị Phấn sống với nhau đã được 7 năm và có hai mặt con. Bạn bè hàng xóm vẫn thường khen anh chị đẹp đôi, trai tài gái sắc, kinh tế lại ổn định. Con cái thì có đủ nếp đủ tẻ. Nhưng cuộc sống thật trớ trêu khi mà anh Quang biết một sự thật đau. Một chiều khi đi gặp đối tác tại quán cà phê, anh bắt gặp một đôi nhân tình từ trong nhà nghỉ bước ra. Khi chia tay họ còn ôm hôn nhau thắm thiết. Hai người đó không ai khác chính là vợ và người bạn thân của anh. Anh đứng chết lặng trong giây lát rồi thất thểu bước đến chỗ họ. Người bạn kia thấy anh thì vội vàng bỏ đi. Còn chị Phấn thì van xin anh. Dù rất tức tối nhưng để giữ thể diện giữa đường giữa chợ và thể diện cho chính cả bản thân mình nữa, anh đành lặng lặng ra về. Khi về đến nhà, chị vợ nhảy bổ ra giải thích nọ kia. Chị nói họ mới có tình cảm với nhau một vài tháng gần đây thôi, không làm gì mà phải làm toáng lên như vậy. Tất cả cũng chỉ vì anh đi công tác quá nhiều, không quan tâm gì đến mẹ con chị ấy. Nay chị đã biết lỗi, rất mong anh tha thứ và giữ bí mật chuyện này với lời hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Anh bị xúc phạm và tổn thương ghê gớm. Là một thằng đàn ông mà bị vợ cắm sừng thì còn cái gì đau đớn hơn. Tuy vậy anh vẫn quyết định nhắm mắt cho qua, vì con cái, vì cái mái ấm này nữa. Anh cũng dần bớt đi những chuyến công tác, những cuộc họp muộn màng để về ăn cơm với gia đình. Những tưởng mọi việc thế là đã qua. Một lần qua người bạn, anh được biết có dịch vụ kiểm tra tin nhắn gọi của thuê bao mà mình muốn biết. Anh cũng đăng ký dùng thử. Anh hãi hùng khi biết hàng ngày hàng giờ vợ mình vẫn nhắn tin hẹn hò với người tình. Họ gọi nhau là vợ chồng, thậm chí vẫn còn hẹn nhau đi chơi trong giờ hành chính. Lúc đầu thì còn chối quanh chối co, đến khi anh đưa chị xem những tin nhắn đó thì chị mới thừa nhận. Nhưng thay vì xin anh tha thứ, chị lại vinh váo thách thức và nói rằng: "Sự thật như thế đấy, anh ở được thì ở, không ở được thì chia tay. Dù sao tôi cũng chẳng còn gì để tiếc nữa." Rồi chị còn hằn học vì anh đã xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Anh đọc trên tạp chí thấy bảo rằng thường hạnh phúc gia đình tan vỡ là do người đàn ông quá tệ, cờ bạc, rượu chè, trai gái, đàn đúm. Nhưng mà anh thì lại không phải là người như thế. Anh thương vợ, thương con, chăm lo cho gia đình còn không hết. Vậy mà của đáng tội lại vớ được người vợ như thế này. Cũng như anh Quang, anh Tiến cũng trong hoàn cảnh tương tự. Vợ chồng anh thì không giàu có nhưng cuộc sống khá hạnh phúc. Đó là thời điểm cách đây một năm về trước. Ngày mà mỗi khi anh đi làm về đều nhận được ở vợ những nụ cười tươi rói và mâm cơm nhiều món ngon. Đối với anh, vợ là người trên cả tuyệt vời. Vì anh mải lo sự nghiệp nên việc chăm lo cho các con và đưa đón con tới trường hàng ngày đều do một tay chị Tuần, vợ anh lo liệu. Thực lòng là anh cũng thấy mình là người đàn ông hạnh phúc, may mắn và thanh thản mỗi khi được trở về nhà. Vậy mà có một ngày anh lại phát hiện ra vợ mình đã phản bội. Bàng hoàng, anh như chết đi sống lại. Trong đầu anh chưa bao giờ có ý nghĩ nghi ngờ gì chị Tuần mà chị lại làm như thế. Chị đã khiến trái tim anh tan nát. Nhưng rồi sau những lời xin lỗi, những giọt nước mắt vì đứa con thân yêu, anh đã tha thứ và bỏ qua tất cả. Anh cố gắng cho rằng đó như một vụ tai nạn và đó là bài học để chị thay đổi và biết yêu thương gia đình mình hơn. Một thời gian sau, chị lại ngựa quen đường cũ. Chị lao vào những cuộc tình với những người đàn ông khác. Khi anh phát hiện trong điện thoại của vợ những tin nhắn yêu đương thì chị chỉ bảo rằng đó là bạn bè. Tin nhắn cũng chỉ là tin nhắn thôi, nó không có ý nghĩa gì cả. Từ đó anh bắt đầu nghi ngờ. Và thật không khó để có thể bắt gặp vợ mình vào khách sạn với một người đàn ông khác. Thế nhưng anh cũng chẳng biết phải làm sao. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến các bạn lời tâm sự của góc nhìn của một người phụ nữ khi có chồng đi xuất khẩu lao động, hay là chung là những phận về xa chồng. Và câu chuyện thứ hai cũng về những người phụ nữ khác. Đều có một đặc điểm chung là những người phụ nữ 5 lần 7 lượt hoặc là cố tình cố ý, hoặc là vinh váo thách thức lại chồng khi mà bị chồng phát hiện. Liệu rằng những người phụ nữ này họ phải làm gì đây đối với người phụ nữ trong câu chuyện thứ nhất? Còn với người đàn ông trong hai câu chuyện tiếp theo, họ phải làm gì đây? Có nên tiếp tục cuộc hôn nhân với những người vợ tưởng chừng như không còn một từ ngữ nào để có thể miêu tả nữa? Những người đàn ông trong câu chuyện này có vẻ quá nhu nhược, hay chỉ đơn giản rằng họ đang muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình?
Đừng quên để lại những suy nghĩ, những chia sẻ của các bạn ở dưới phần bình luận của video này để chúng ta cùng giao lưu với nhau nhiều hơn nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.